hai câu chuyện cuộc sống về vợ chồng, nghe xong học được cả mớ bài học để đời. Câu chuyện thứ nhất, đôi vợ chồng ở kho chứa đồ. Từ ngày đầu tiên dọn tới ở phòng trọ này, tôi đã bắt đầu nghi ngờ căn phòng chứa đồ sát bên phòng tôi, bỏ trống không có người. Suốt từ sáng đến tối, bên đó lặng như tờ. Tôi không thích cái ghế sofa rách trong phòng. Cuối cùng, một lần đã đòi chủ nhà trọ xem có thể cho tôi vứt cái sofa vào kho chứa đồ bên cạnh hay không. Chủ nhà liếc mắt hứ một tiếng. Tôi bảo cô bao lần rồi, cái kho đó cho một cặp vợ chồng làm thuê ở nhờ, có người ở đó chứ. Hôm đó tôi đi đổ rác, qua cửa kho chứa đồ, nghe thấy bên trong lào xào, bực mình không chịu được. Tôi biết chắc chắn đó chỉ là chuột đang chạy loạn bên trong, ị đầy thôi. Tôi cáo kỉnh đá một cái lên cửa chưa đã bèn đập mạnh thêm một cái nữa cửa ọt ẹt hé ra tôi giật thoát cả mình tôi tưởng mình đã đạp vỡ cửa mất rồi đang lúc phát phỏng một cô gái ló đầu ra nói đúng ra thì phải là một phụ nữ hoặc một thiếu phụ tôi khó mà xác định được tuổi cô ta từ mái tóc buộc đuôi gà rối phòng lên và khuôn mặt còn quá non nớt cô gái khẽ hỏi chị tìm ai tôi sững người đứng đợi ra không biết nên trả lời thế nào lúc đó một người con trai nhếch nhác cũng thò đầu ra hoài nghi hỏi chị ở phòng bên cạnh à tôi vội sực tỉnh ra ngay và đáp vân vân người con trai cười hì hì đắc ý lần trước đi làm về em đã thấy chị bầu không khí xung quanh ngưng động rất lâu có một chút ngần ngại tôi vội vã nói Xin lỗi xin lỗi Làm phiền đến hai bạn rồi Rồi tôi vội vã cút thẳng về phòng mình Tôi nghe thấy tiếng họ nhẹ nhẹ Đóng cửa lại Còn nghe thấy tiếng họ lào thào Dường như đang thì thầm với nhau Có phải chúng mình làm tiếng động hơi to Ảnh hưởng đến hàng xóm rồi à Thế thì về sau Chúng mình phải cẩn thận khẽ khàng hơn nhé Đại loại là những lời như thế Tôi uống một ngụm nước im lặng trở lại. tôi mới tin chắc là trong gian phòng chứa đồ suốt ngày im ỉm tâm tối đó, quả thực có hai người đang ở. có lẽ họ chính là đôi vợ chồng làm thuê mà chủ nhà nhắc đến. tự dưng tôi cười nhạt, lại còn vợ chồng cơ đấy, nhìn thì biết chỉ khoảng hai mươi, chắc trốn nhà đi bụi, hay là tảo hôn mới cưới. tôi bất giác cười, tự hài hước nghĩ, làm thuê cái gì? Nhà quê ra tỉnh thì có, nhà quê toàn cứ sớm. Chắc sau này phải gọi đôi này là thằng cha đấy, con mẹ đấy. Cứ nghĩ ngợi thấy, tôi bất giác cười lên thành tiếng. Lần đầu tiên tiếp xúc với đôi vợ chồng này là lần tôi quên chìa khóa, không vào nhà được, đành tìm họ mượn dụng cụ, tôi định phá khóa cửa phòng. Đó là lần đầu tiên tôi thật sự gõ cửa phòng họ, cũng là lần đầu tiên tôi quá bộ vào cái phòng chứa đồ u ám đấy cửa mở đôi vợ chồng họ nhìn thấy tôi dường như có vẻ kinh ngạc vui sướng vội vã mờ tôi vào tôi nói lý do sang đây vợ chồng họ liền quay người đi tìm cái gì giúp cửa để mở bên trong tối mờ mờ tôi không kìm được liền bước vào một bước không biết có cái gì vướng vào chân tôi tôi cứ tưởng là chuột sợ hãi kêu lên ôi trời một người trong cặp vợ chồng liền bật đèn sáng ngọn đèn nhỏ trên trần phát ra thứ ánh sáng hoàng hôn tôi dám khẳng định loại bóng đèn này không thể quá mười quát tôi rất nghi ngờ không biết cặp này mua được cái bóng đèn ở chỗ nào chứ ở cái đô thị phương nam này tôi thật sự không thể tưởng tượng được là có chỗ nào bán loại bóng đèn này tôi nghĩ không chừng là bọn họ mang từ quê lên đây Tôi nhìn ước lượng căn nhà kho mà tôi từng định vứt mấy thứ tạp nham đồ cũ vào đây. Tôi tính rộng rãi ra thì cái phòng này cũng chẳng quá 10 mét vuông. Bốn phía không có bất kỳ một cái cửa sổ nào. Cửa ra vào là nơi duy nhất có thể thông gió và đi ra đi vào được. Trong phòng có một mùi ẩm mốc sọc thẳng vào cổ họng làm người ta phát ớn. Tôi vội vã lùi ra ngoài nhưng tôi đã nhìn thấy rõ trong phòng ngoài một chiếc giường gỗ cá nhân và vài nồi niêu bát đĩa lỏng chỏng dưới đất ra thật sự không còn chỗ nào có thể đặt chân vào tôi thật sự bái phục đôi vợ chồng trẻ này làm sao mà có thể sống ở đây được cuối cùng đôi vợ chồng tìm được con dao làm bếp của họ cũng là thứ duy nhất có thể phá khóa được giúp tôi kỳ cạch bao nhiêu công sức cuối cùng họ cũng giúp được tôi mở cửa cửa mở được rồi tôi lại không hề quyết định mời họ vào nhà. Họ đứng ở cửa, nắm lấy khung cửa, nhón mũi chân, vẽ bẻn lẽn, nhìn ngắm căn phòng của tôi. Người con gái cuối cùng cũng thốt lên một câu. Sao từ trước đến nay chưa được gặp chồng chị? Tôi ca mặt lại bảo, tôi chưa kết hôn. Người con gái đỏ mặt lên, có vẻ nói hớ mất rồi, bèn cúi đầu, chẳng dám đáp gì Người con trai ngại ngần nói Thấy một mình chị là ở cái phòng to thế này ư Tôi chẳng đáp Cả hai người hồi lâu chẳng nói năng gì Không rõ là ai nhìn thấy cái máy tính tôi để ở trong phòng khách Bèn buộc miệng Ơ kìa, chị có cả cái máy tính nữa hả? Tôi hơi ngạc nhiên Lũ làm thuê mà cũng biết máy tính cơ đấy Tôi bảo Ờ, thấy cậu biết lên mạng à? người chồng gãi gãi cha đầu nói Hồi chúng em học đại học, có giờ học vi tính, em đã học vài buổi. Tôi giật mình, trót cả mồ hôi. Đại học, họ mà là sinh viên ư, thế mà sao trong chả có vẻ gì cả. Trong lòng tôi có cảm giác là bị lừa, nên tôi cố ý nói. Thế các bạn đang làm nghề gì? Các bạn tốt nghiệp trường nào đấy? Học khoa gì? Họ mím môi, có một thoáng ngượng ngùng Tôi tưởng thế là các cậu bị lật tẩy rồi. Đồ giả dối. Đột ngột, người con trai cất lời. Chúng em học trường tầm tầm thôi, loại trường dân lập hạng ba ấy mà. Em và vợ em um, vừa học cùng trường, vừa là đồng hương. Cô ấy học khoa văn, em học khoa lý. Giờ em làm chân phân phối hàng, cô ấy phục vụ ở quán ăn. Tôi biểu môi, kêu một tiếng. Ồ... Tôi thì tốt nghiệp cao học ở đại học. Khi tôi nói xong câu ấy, tôi mới phát hiện ra hai người ở cửa đã đi từ lúc nào chả biết. Tôi hơi thất vọng, tôi đoán xem liệu họ có nghe thấy tôi nói đến tên trường đại học nổi tiếng mà ai cũng biết không. Mấy năm nay mở rộng tuyển sinh, ra ngõ là gặp sinh viên. Đại học dễ thi vào quá, nhưng kiếm việc thì lại khó khăn hơn nhiều sinh viên tốt nghiệp những trường hạng ba, nói thật, họ không bằng cử vạn ngoài đường, sức phúc thì không có, năng lực thì chẳng bằng được ai, mà học phí của những trường hạng ba đâu có thấp, thậm chí còn đắt hơn những trường đại học danh giá rất nhiều. Tôi biết, chắc chắn học phí của những trường đó đắt kinh người. Nhìn đôi vợ chồng này, xem ra cũng chỉ là con nông dân thôi. Ban đầu, hẳn họ không hiểu rằng, dù có tiêu sạch cả gia sản có nắm được mảnh bằng thì họ cũng chẳng là cái gì trong cái xã hội này mang theo trên lưng cả một gánh nợ lớn ra đời kiếm việc thì mới nhận ra rằng sinh viên tốt nghiệp những trường hạng biết thì cũng chỉ cùng tầng lớp với những người làm thuê chưa tốt nghiệp tiểu học thôi dựa vào sức lực mà kiếm sống mệnh còn bạc hơn giấy mỏng người còn kém hèn hơn cả mệnh hôm sau dù trong đáy lòng tôi vẫn lo âu hai người kia họ biết cách cầm dao phá khóa nhà tôi được như thế thì liệu có bữa nào lợi dụng tôi đi vắng sẽ quen mùi bén mùi tới kiếm chác nhưng tôi vẫn thấy dù sao người ta giúp mình thì mình thấy ái nái bèn mua vài cân trái cây phương nam đưa cho họ hai vợ chồng dường như kinh ngạc vì được ban ơn nói mãi không chấp nhận tôi bèn bảo họ đây là thói quen của người quảng châu được giúp rồi nhất định phải có gì cảm ơn không lấy là làm tôi mất mặt họ nghe rồi mới nơm nớm trân trọng nhận lấy được một lúc họ lại đến gõ cửa phòng tôi tôi cứ tưởng họ đem quà trả lại kết quả mở cửa ra câu đầu tiên họ hỏi xin hỏi chỗ trái cây này có thể để được bao lâu tôi ngạc nhiên nhìn họ trong bụng hơi bực tức nghĩ chẳng lẽ họ lại bảo là mình mua hoa quả hết đát biếu họ à Tôi đang định cáo. Họ nói thêm một câu. Có thể để đến Tết không? Tôi sững sờ, họ nói. Tết đến chúng em chả có quà cáp gì mang theo về quê. Chỗ đất cây này chắc là đất đắt. Chúng em định cuối năm mang về quê làm quà Tết. Tôi dở khóc dở cười bảo. Quảng Châu trời nóng. Làm sao mà để lâu được? Vài tuần là thối hỏng hết đấy họ hơi buồn bã cảm ơn tôi rồi về. Nhưng rõ ràng tôi nghe thấy người con trai nói với cô gái. Nếu không thì chúng mình tìm cách để dành đến rằm trung thu đi. Lúc Tết trung thu có cái ăn cho đỡ thèm. Một tháng sau, âm lịch là 15 tháng 8, cơ quan tôi phát cho mọi cán bộ một hộp bánh trung thu. Mang bánh về, tôi mở ra ăn thử một cái, cảm thấy không ngon lắm, định mang vứt đi. Lúc đi qua gian nhà kho, Tôi đổi ý. Tôi nghĩ, mang vứt đi thì phí quá, họ thì tội nghiệp như thế. Thôi, thả mang cho họ ăn rằm còn hơn. Thấy cánh cửa khép hờ, tôi không gõ cửa, cứ thế đẩy thẳng cửa vào. Ngọn đèn vàng vọt đang thấp trên trần. Hai người ngồi sởm trên đất, người con trai đang cẩn thận cắt nhỏ một cái bánh trung thu bé xíu. Đúng lúc định đưa miếng bánh hơi to một tí cho vợ ăn. Nhìn thấy tôi đứng giữa cửa phòng cậu ta luống cuống chẳng biết làm gì không nói được câu nào người con gái đang cúi đầu gặm một miếng trái cây rõ ràng trông đã có vẻ bị thối ăn rất ngon lành tôi nhìn thấy cô không gọt vỏ lựu và thanh long mà ăn cả vỏ người con trai đờ ra mất năm giây rồi cuốn quýt mang cái miếng bánh cắt hơi to một tí mời tôi ăn tôi nói tôi không ăn bánh trung thu đâu rồi tôi nói vì sao tôi sang đây. Tôi đặt hộp bánh xuống cửa rồi chuẩn bị đi ra. Cô gái gọi tôi lại. Chị, em chẳng biết nó thế nào hơn. Chị xem, trái cây chúng em ăn cũng là chị cho. Chị còn mang bánh trung thu đến cho chúng em nữa. Em không biết làm gì để báo đáp chị. Thật ra hôm nay chồng em được công ty phát một chiếc bánh dẻo. Chúng em bàn nhau là mang đi biếu chị. Nhưng biếu có một cái thì chẳng bỏ bẻn gì nên vợ chồng em ngượng chúng em cũng không có quà gì quý nữa nếu mà chị có việc gì cần giúp chúng em sẽ sẵn sàng ngay lúc đó tôi mới biết cái bánh trung thu kia là cậu chồng được công ty phát tôi cũng lúc đó mới biết trái cây cô vợ ăn là của tôi tặng tháng trước tôi vốn định bảo ăn thanh long thì phải bỏ vỏ đi nhưng tôi nhịn không nói tôi ra về cuối tuần cô gái sắc vách tới gõ cửa, hỏi tôi có việc gì mà họ có thể giúp không. Tôi cười bảo không. Cô nhanh mắt, nhìn thấy trên chiếc sofa nhà tôi chất một đống quần áo bẩn, nặng nặc đồ giặt giúp. Tôi nói tôi có máy giặt rồi, chờ tí nữa đem phước vào máy giặt là xong, không cần phải nhọc sức. Cô ngần ngại đứng ở đó, có vẻ như ái nái, không biết nên làm gì. Lần đầu tiên tôi rất nhiệt tình mời cô vào nhà. Ngồi xuống, cô bỏ giày, chân trần bước vào nhà rón rén như thể sợ làm bẩn sàn nhà tôi không dám dẫm cả bàn chân xuống cô không biết chứ thực ra tôi đã hơn tuần nay có lao nhà đâu cô nói cho tôi biết hôm nay cô xin nghỉ ca vốn định giúp tôi làm việc nhà nhưng không ngờ chẳng giúp được gì cô có vẻ rất xấu hổ cứ lý nhí trả lời tôi cô ngồi ở nhà tôi nửa tiếng kể cho tôi nghe hoàn cảnh của hai vợ chồng khi nói những điều đó, giọng cô vô cùng dịu dàng. Dường như khi kể câu chuyện, cô không để tôi thấy những oán trách và khổ cực của cô. Cốc nước tinh khiết tôi rót cho cô, cô cứ cầm mãi trong lòng bàn tay. Lúc sắp về, cô nhìn tôi, tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cô liền mang về cả các cốc nhựa mỏng dùng một lần chứa đầy nước tinh khiết ấy. Tôi đoán cô sẽ để dành cho chồng về uống từ hôm đó tôi mới biết chuyện hai người đó thế này. Cả hai đều con nhà nông dân, bố mẹ là nông dân chính gốc, suốt đời bám một mẫu ba đất ruộng, thu nhập cả năm của gia đình chưa bao giờ vượt quá 2.000 tệ, tương đương 4 triệu đồng Việt Nam. Họ lại thi đậu vào một trường đại học dân lập loại soàn, học phí mỗi năm bằng bố mẹ không ăn không uống để dành 5 năm. Họ không giỏi, không muốn học đại học, nhưng bố mẹ không chịu nói là đây chính là cơ hội duy nhất để thay đổi số phận nông dân của con rồi quỳ xuống xin con đi học lên đây học rồi thì không có tiền nộp học phí mai còn được vay nợ ngân hàng trả chậm khó khăn lắm mới vay được nhờ bản thành tích học tập khá giỏi nhưng khi tốt nghiệp đại học chỉ vì chưa trả hết nợ ngân hàng nên bị giữ tấm bằng tốt nghiệp lại suốt 4 năm đại học sống vất vả dựa vào nguồn tiền vai hỗ trợ học tập. đến giờ tất cả những công sức bỏ ra không đổi lại được mảnh bằng tốt nghiệp kia. vì thế họ chỉ còn cách ra đường làm thuê kiếm tiền, nhặt nhạnh gom góp để mong đủ chuột lại tấm bằng đại học. họ thuê căn phòng rẻ tiền nhất thành phố, ăn những bữa cơm rau rẻ tiền nhất thành phố, sống một cuộc sống cơ cực nghèo khổ nhất thành phố nhưng một năm võn vẹn chỉ gấp lại không đủ một vạn tệ. Cứ thế này thì trả hết nợ của cả hai vợ chồng còn phải mất 8 năm nữa. Tôi không biết 8 năm có ý nghĩa thế nào với tuổi thanh xuân của một con người, cũng không biết sau 8 năm liệu họ có quyền chuột lại tấm bằng đại học không, nhưng tôi biết sống như thế này tiếp 8 năm thì không phải bất kỳ người nào cũng có thể cầm cự được. Hôm đó khi tôi về phòng hơi muộn. Ngọn đèn hành lang tòa nhà đã được bật lên. Khi đi qua cửa gian chứa đồ sắt phòng tôi, nhìn thấy họ đang mở cửa, trong phòng vẫn tối âm u như cũ. Người con trai ngồi sởm ở cửa ăn mì sợi, và từng miếng to, từng miếng to, say sưa ăn ngon lành. Tôi hỏi một câu, đèn hỏng rồi à? Ban đầu cậu hơi ngần ngừ một chút, rồi cười ngượng ngùng. Không, tiết kiệm điện vì đèn cầu thang cũng sáng lắm mở cửa ở trong nhà cũng đủ sáng lắm rồi tôi cười tôi giờ mới biết chả trách nhà họ suốt ngày chẳng bao giờ bật đèn đêm đó cửa phòng họ cứ mở toang đến tận khuya tôi ngồi ở phòng khách nghe được tiếng họ thì thầm lúc được lúc mất đầu tiên họ nói chuyện một lúc tháng này đã tiêu bao nhiêu tiền đã loại xà phòng dùng hơi nhanh hết vừa rồi sinh nhật anh, đáng lẽ chúng mình không nên mua một ký thịt. Về sau này, nước rửa rau mình có thể rửa mặt, nước rửa mặt mình có thể tắm, rửa chân tay, nước rửa chân mình có thể dùng giặt tức, nước giặt tức mình có thể dùng để dội hú xí, vân vân Đại loại là những chuyện như vậy. Họ vừa tự ngồi trách mình đã tiêu quá nhiều tiền, vừa không nén được ngồi nghĩ tới một tương lai tươi đẹp. Họ tưởng tượng trong một tương lai nào đó gần thôi có thể là khi đã trả hết nợ họ có thể đẻ một đứa con thậm chí có thể tương lai nào đó họ sẽ dành dụm tiền để mua một căn phòng nghe những tiếng thì thầm vui sướng của họ tôi mãi vẫn không thể nào chợp mắt được nửa đêm tôi nghe thấy tiếng người con trai kêu đau bụng dường như có vẻ đau rất kinh khủng ái chà ái chà cứ thế mà kêu người con gái cuốn lên hỏi anh làm sao đấy Người con trai nói Hình như là tối nay anh ăn no quá Trướng bụng Cô gái vội kêu Anh mau ra nhà xí đi ngoài thôi Người con trai chần chữ rất lâu Dường như không muốn đi Hồi lâu tôi nghe người con trai nói Anh không muốn đi ngoài Chúng mình tiết kiệm nước dội nhà xí Vẫn không đủ đâu Thế là tháng này tiền nước lại trội lên thôi Mà còn nữa Nếu đi ngoài xong bụng rỗng rồi thì đêm nay dễ đói lắm. nghe đến đây đầu óc tôi choáng váng trống rỗng trái tim tôi bị thổi một cái đau buốt câu nói đó trở thành ác mộng suốt đêm của tôi đi ngoài hết rồi anh sợ đói nghe câu nói đó trái tim tôi đau buốt tôi nhớ đến ông nội tôi ông nội tôi sống khổ cực trong xã hội cũ cái thời ăn không đủ no mà không đủ ấm quanh năm trẻ con vàng mắt ra đợi tết vì tết được ăn một bữa cơm no vì thế mỗi năm vào ngày tất niên trẻ con đứa nào cũng ăn no cái bụng nhỏ tròn căng bụng có chướng đến thế nào cũng dứt khoát không chịu đi ngoài bởi vì đi ngoài hết bụng trống rỗng rồi sẽ dễ cảm thấy cơn đói nhưng tết qua rồi không còn cơ hội được ăn một bữa no nữa vì thế đứa trẻ nào cũng nhịn cũng nín bởi vì những năm tháng đó nghèo, người người sợ đói, trẻ con càng sợ đói. Nhưng giờ đã là thế kỷ 21, những năm phát tài no đủ, anh lại nghe thấy từ miệng một sinh viên tốt nghiệp đại học cái câu nói đó. Anh sẽ có cảm giác gì? Cảm động, đau khổ hay là chua xót hay là thương hại nhưng chẳng làm gì được? Hay là tất cả mọi cảm xúc đó? Hay là chẳng có cảm xúc nào? Tôi không có thời gian để quan tâm đến nỗi lòng một kẻ hèn kém vì xã hội nó đã như vậy. Tôi cũng lực bất tòng tâm thôi. Cái duy nhất tôi có thể biểu lộ ngoài ái ngại ra thì cũng chỉ có ái ngại. Tôi cũng từng khinh bỉ họ, thậm chí còn nhục mạ họ từ trong đáy lòng tôi. Đáng kiếp mày, ai bảo mày không đủ tài thi vào một trường đại học danh tiếng nhất cơ. Không có tiền thì học đại học cái cức ấy. Mình làm thì mình chịu chứ trách ai nhưng tôi cũng không thể không thừa nhận rằng một đứa trẻ từ miền sơn cước nông thôn nghèo khó không thể chỉ dựa vào trí thông minh mà có thể với tới cánh cổng trường đại học danh tiếng nó đòi phải có năng lực và thực lực thực lực đến từ một nền giáo dục tốt toàn vẹn những thầy giáo ưu tú và còn rất nhiều rất nhiều như tiền chất thành núi để vào những lớp luyện thi tốt như một nền giáo dục đa dịu và toàn diện mà chỉ những đứa trẻ thành phố mới được hưởng, như phải có những ông bố bà mẹ có quyền có chức hiểu biết vân vân. Hai bạn trẻ này đều không có, họ chỉ là những đứa con nông dân, họ không có tư cách cũng như quyền lợi để có, không ai mua sách tham khảo, tài liệu học tập cho họ, cũng không có những thầy cô giáo ưu tú. Câu chuyện thứ hai. Người tình trong bóng đêm tôi tham lam, còn cô vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn, chúng ta thật xứng với nhau. Tôi tốt nghiệp lợi ưu ở một trường danh tiếng nên Nhã Thụy dễ dàng tìm được việc trong một công ty đa quốc gia. Vốn là cô gái khôn khéo, nhạy bén với cuộc sống. Chỉ vài năm sau đó, cô đã đạt được một vị trí nhất định. Sau nhiều lần cân nhắc, suy nghĩ, cô quyết định xin chuyển về một văn phòng đại diện thuộc chi nhánh của công ty chính được mở tại quê hương mình. Bởi cô nghĩ đến người mẹ quá bụa đang ở quê cùng cậu em trai. Vậy là sau 14 năm du học ở phương trời tây, cô trở về xứ sở thương yêu. Ở tuổi 26, cô gần như có tất cả mọi thứ mà nhiều cô gái khác mong mỏi. Thông minh, xinh đẹp, công việc hợp thời, thu nhập cao, nhưng cô vẫn độc thân, dù rất nhiều người theo đuổi sang đón vốn là người tham vọng phải biết mình có gì nên ẩn trong vẻ đẹp dịu dàng dễ mến của cô là sự cầu toàn ở bất cứ vị trí nào niềm kiêu hãnh luôn chảy trong con người Nhã thụy như những con sóng ngầm ở phía dưới mặt biển yên bình cô cũng đã qua vài mối tình nhưng tất cả chỉ là vui chơi bởi cô chưa nghĩ sẽ lập gia đình thêm vào đó cô yêu cuộc sống một mình hơn cô cần họ chiều chuộng chỉ để cuộc đời này có thêm thi vị cô không thiếu thốn điều gì trong cuộc sống thì tại sao phải lấy một người bởi một lý do nào đó ngoài tình yêu vì thế cô gần như là người từ bỏ họ trước khi thấy chán và cần một cái mới mẻ khác như rủ bỏ một chiếc áo không hợp thời cho đến một ngày cô gặp anh trong bữa tiệc của một đối tác chung anh đúng ra cũng không có gì nổi trội hay đặc biệt ngoài nụ cười rất tươi mang lại sự ấm áp mà cô vẫn hay ví von nụ cười nắng gió thậm chí lúc đầu cô cho anh là ngố vì cái tính thành thật dễ tin người chỉ là ở anh có cái gì rất lạ thu hút cô cô không tài nào lý giải được giống như bao năm sống với đô thị hào nhoáng người ta đâm ra thích đồng quê cũng như bao nhiêu khuôn mẫu cô thấy anh có nét gì giản dị rất riêng Thoạt đầu, cô cũng nghĩ chỉ kết bạn cho vui, vì những khi tiếp xúc, trò chuyện với anh, cô thấy rất dễ chịu và thoải mái. Hình như anh lại dòng nước mắt êm ả, làm dịu đi những gai góc trong cô. Một nơi yên bình để cô nghĩ về và tin rằng cuộc đời vẫn còn lắm điều đáng tin. Dần già, cô phát hiện giữa cô và anh có chung nhiều sở thích, từ âm nhạc tới hàng tá chuyện vặt vảnh anh sống rất tình cảm và chu đáo. Với anh, cô có thể nói tất cả mọi chuyện mà không e dè như một người thân thật sự. Cho tới một ngày, cô biết tình cảm của mình dành cho anh không còn đơn thuần là bạn. Cô đã yêu anh từ lúc nào mà chính cô cũng không hay biết và cô tin anh cũng có cảm tình với mình dù anh luôn giữ khoảng cách bởi anh là người đàn ông đã có gia đình. Anh kết hôn vào 4 năm trước vợ anh là một người phụ nữ tốt anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có tình cảm với ai khác ngoài vợ mình nói chi có chuyện thay đổi anh cũng từng thú nhận với cô như thế không hề che giấu điều đó không làm cô chán ghét anh như anh nghĩ mà ngược lại cô cho rằng đáng quý bởi sự thành thật ấy anh tránh né những gì đang diễn biến giữa hai người cũng như cô cố trốn chạy bằng mọi cách nhưng một ngày vô tình họ gặp lại nhau ở một góc quán kỷ niệm nơi ngày xưa họ cùng nói cười vui vẻ bên nhau khi cô nhìn thấy anh hốc hác vì phiền muộn dằn vặt và khi anh thấy dáng phóc hao gầy chẳng còn sinh tươi của cô vì niềm thương nhớ họ không thể dứt được tình cảm đang nhen nhóm ở trong lòng dù biết là mù quáng là sai là không thể nhưng họ vẫn lao vào nhau anh ôm chặt cô vào tay vì sợ buông ra cô sẽ biến mất. Đáp lời những thương nhớ trong anh, cô khẽ nói. Em không cần gì hết, em chỉ muốn là một người tình trong bóng tối của anh thôi. Miễn mình vui là được rồi, em chỉ cần trong tim anh có em. Em không đòi hỏi như những cô gái khác, cũng chẳng bắt anh phải thay đổi. Anh cứ sống với những gì anh có, em cũng thế, miễn mình không phải xa nhau. Không biết có phải cảm động trước những lời nói đó hay tại những giọt nước mắt đang tuôn trên khuôn mặt xinh xắn hoặc có thể bởi vì không cưỡng nổi trước một cô gái quyến rũ như vậy anh ôm cô vào lòng và gật đầu đồng ý còn cô thầm nghĩ cứ tạm như thế biết đâu cô lại nhanh chóng thấy chán anh và rũ bỏ anh như từng làm với bao nhiêu người làm tình nhân cũng có cái thú vị không phải bị những vấn đề kiểu gia đình chi phối khiến cho tình yêu nhanh nhàm chán nhạt phai mùi vị lén lút như một thứ men kích thích người ta mê sai những giây phút có nhau hơn anh và cô có những tháng ngày vui vẻ cùng nhau dù không trọn vẹn sau những giây phút đi ăn đi chơi hay nồng nàn bên nhau thì anh phải quay về nhà mình như một sự thật hiển nhiên không thể thay đổi có đôi lúc cô thấy dây dứt khi nghĩ đến người vợ quanh nhưng một năm trôi qua cô vẫn không thấy chán anh như từng nghĩ. Vào một đêm tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cô buồn bã nhìn chiếc gối lạnh giá bên cạnh. Cô rót rượu ngồi uống một mình, ngắm căn phòng rộng sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Tự nhiên, thấy sao nó mênh mông quá. Cô bỗng đâm ra thèm một gia đình, được sống với những thứ thật sự thuộc về cô, không phải là dùng chung, càng không phải là đi mượn. Cô không muốn sự sẻ chia ban đầu cô xua cái ý nghĩ đó đi thầm trách mình sao lại thay đổi tư tưởng sống nhưng càng xua thì cái suy nghĩ ấy càng bám chặt vào cô hơn hối thúc cô nên làm điều gì đó trước khi quá muộn đôi lần cô định đi tìm vợ anh chỉ đơn giản xem chị ấy ra sao mà anh cưới làm vợ nhưng cô ngại anh biết thì lại sinh ra chuyện không vui cô cũng sợ không chấp nhận và chịu đựng nổi sự thật là mình thua một người không thể nào sánh bằng mình trong cuộc sống. Cô cố tìm hiểu thêm thông tin bằng những cách có thể. Cô biết vợ anh hơn cô vài tuổi là một công việc bình thường, không quá xinh đẹp, càng không nổi trội điểm nào và thật may là họ chưa có con. Cô nhếch mép cười thầm, không cần gặp cũng biết, hẳn là một bà nội trợ kém cỏi với cái guồng quay sau 8 giờ công sở cùng đồng lương cờn về nhà ôm nồi cơm lao nhà chờ sinh con nếu cô không tranh thủ nhanh tay thì còn chờ khi nào tại sao cô phải cam chịu tại sao cô không thể có cái cô muốn chỉ làm người tình trong bóng tối như thế với cô chưa đủ cô đáng được hơn thế cô muốn đường đường chính chính có một gia đình như bao người khác cô đâm ra ghét những tối thứ bảy lang thang trên phố một mình chán những lần đi chơi phải nhìn ngó xem có ai bắt gặp không những lần trống trải khi tiễn anh ra cửa về nhà với trách nhiệm của gia đình sau những bữa cơm tối vậy là cô bắt đầu lên kế hoạch để làm người đàn bà kia tự bỏ anh hoặc anh thấy chán ngán cô ấy và ly dị việc đầu tiên cô lén bỏ vào túi của anh thỉnh thoảng một chiếc hoa tai phụ nữ hoặc cái gì đó khiến vợ anh nghi ngờ và biết sự hiện diện của người thứ ba mỗi khi lấy áo khoác và tiễn anh về cô đều lén xịt một ít nước hoa của phụ nữ rồi cô yên tâm ngồi chờ kết quả và đúng như cô dự đoán anh tìm đến cô thường xuyên với gương mặt mệt mỏi buồn phiền có lẽ vợ chồng anh đang rất căng thẳng ngay lúc đó cô luôn tỏ ra dịu dàng quan tâm khuyên anh nghĩ sự việc nhẹ nhàng hơn cô làm tất cả mọi chuyện để cho anh hiểu vì cô muốn anh vui với kiến thức của mình cô giúp anh gánh bớt công việc chia sẻ những cái anh đang suy nghĩ thấu hiểu tâm lý cô luôn tạo cảm giác cho anh thấy không tìm đâu được người hợp hơn cô chỉ có cô và anh mới đúng là một đôi sáu tháng sau cô nghĩ mình đã đạt được thành quả bởi anh hẹn cô đi ăn và có chuyện quan trọng muốn nói ngày hôm đó cô mong cho mau đến tối để gặp anh và nghe điều mong đợi khi bước vào quán cô cảm nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ đang quay quanh mình. Cười thật duyên dáng, nhưng mọi thứ cô mong chờ đều diễn ra ngược lại. Nhã Thụy, xin lỗi em, nhưng anh không thể đến với em được nữa. Mình chia ta thôi em. Tay cô run run cầm ly nước, mặt tái xanh, cô sốc thật sự trước cái tin đó. Lần đầu tiên, cô nếm mùi thất bại lẽ nào anh có thể bỏ rơi một người như cô? cô thua trắng tay trong ván bài tình ái này thật sao? người nói câu ấy phải là cô mới đúng, giống như cô từng nói với bao người. không thể là anh ấy. cô òa à khóc nức nở ngay sau câu nói. anh ái ngại nhìn vào mắt cô và nói như vang này: anh không biết dùng lời gì để nói với em, dù có xin lỗi em trăm vạn lần cũng không thể đủ tình cảm của anh dành cho em là thật anh không hề dối gạt em cũng như anh chưa bao giờ hứa hẹn với em điều gì tiến xa hơn mối quan hệ của mình em có rất nhiều thứ mà anh tin ít người đàn ông nào cưỡng nổi sự thu hút từ em anh cũng không ngoại lệ nhưng anh đã suy nghĩ kỹ đó chỉ là một thứ tình cảm nhất thời từ khi cùng với em anh cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ bỏ vợ bởi cô ấy là người tốt em cũng biết rõ điều đó gần đây có nhiều sự việc xảy ra khiến anh suy nghĩ mình không thể tiếp tục làm tổn thương cả ba người em còn trẻ và anh biết chỉ cần em đồng ý thì ngay lập tức sẽ có người khác vui mừng vì được làm chồng của em đêm đó cô khóc như mưa cô đập phá tất cả thứ gì có trong tầm tay sau vài đêm thức trắng trong cô không chỉ là niềm đau mà còn là sự tức giận và thù hận cô không thể nào thua được cô không có được thì người đàn bà kia cũng đừng hòng cô phải phá nát ra hết anh nghĩ là có thể chấm dứt với cô sao không đời nào người bỏ rơi anh phải là cô anh không có cái quyền đó cô sẽ trả lại anh cái mà anh đối với cô hôm nay cô lại suy tính một kế hoạch mới sáng hôm sau cô uống một vài viên thuốc ngủ cô biết rõ chẳng có hại gì nhiều sau đó cô gọi điện thoại cho anh và nói rằng cô đau khổ muốn tự sát y như sự tính toán của cô anh chạy đến và cô lại khóc lóc than thở cô nói anh đừng đoạn tuyệt với cô cho cô thêm thời gian giảm dần tình cảm trong lòng mình cô sẽ cùng anh như những người bạn thỉnh thoảng đi cà phê trò chuyện chỉ trong một thời gian ngắn thôi cô sẽ làm xong thủ tục để chuyển công việc và trở lại châu Âu. Cô sẽ xa anh mãi mãi, không xuất hiện trước mặt anh nữa. Cuối cùng, anh lại gật đầu đồng ý, nhưng anh ấn định chỉ 3 tháng thôi. Cô xoay mặt đi về hướng khác, cười đắc thắng. Thời hạn anh nói gần hết mà cô không có cách nào làm anh quay lại với mình. Buổi chiều, cô lấy một cái cớ, hẹn anh lại nhà dùng bữa tối. Đó chính là ngày kỷ niệm anh và cô quen nhau. Cô chuẩn bị không cảnh lãng mạn, mặc một chiếc áo thật đẹp, tôn lên những đường nét quyến rũ trên cơ thể. Cô vừa sắp xếp xong thì anh tới. Buổi ăn diễn ra trong không khí vui vẻ ấm áp. Sau bữa ăn, lúc anh vào nhà vệ sinh để rửa tay, điện thoại anh để ở góc bàn bỗng nhấp nháy. Cô cầm lên và định mang vào giúp anh, nhưng nhìn màn hình hiện lên hai chữ mai quay. Cô bực tức. Tại sao chị ta lại gọi vào lúc này? Cô bật máy lên nghe. Khi cô chưa nói tiếng nào, thì đầu di bên kia có một giọng nói nhỏ, ngắt quãng Anh ơi, sao em đau bụng quá? Không cần nghe tiếp, cô đưa tay tắt hẳn nguồn và đặt điện thoại vào chỗ cũ như trước. Lòng cô tự nhủ. Là cái mặt khóc lúc, giả vờ đau bụng, trúng gió, cảm lạnh của mấy bà vợ. Cái trò con nít này, cô biết chơi từ lâu lắm rồi nhưng đêm hôm đó dù rất khuya anh vẫn ra về gần hai tuần sau cô cố gắng liên lạc với anh nhưng địa vô ích anh biến mất như chưa từng tồn tại một buổi chiều khi cô đi làm về cô thấy anh ngồi chờ ngay trước nhà mình với hình dáng thất thần suốt nữa cô không nhận ra anh cô vừa vào nhà chưa kịp hỏi chuyện gì đã thấy anh đưa ra những vật cô từng lén bỏ vào túi áo anh lúc trước anh gằn giọng hỏi cô những thứ này là do cô lén bỏ vào phải không vì không thể vô tình mà nhiều như thế và lần cuối cùng tôi ở đây chính cô là người tắt điện thoại phải không trong khi cô còn ấp úng định tạo ra lý do chính đáng bào chữa cho mình cô được nhận ngay một cái tát nảy lửa khiến cô ngã nhào mắt anh vằn lên những tia đỏ và gầm lên các cuộc đời này tôi không bao giờ tha thứ cho cô và cả cho chính tôi cô đừng để tôi gặp mặt thêm lần nào nữa bằng không tôi sẽ giết cô đấy cô biết rõ tôi nói được làm được cô có biết những thứ này làm cô ấy đau khổ héo mòn trong im lặng không tôi là kẻ khốn nạn làm tan nát gia đình cô cũng không phải là con người tại sao tôi lại mê muội một con người như cô sao tôi không nhận ra cô chỉ yêu chính cô chứ làm gì có chuyện nghĩ cho người khác. Tôi tham lam, còn cô vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Chúng ta thật sống với nhau, tôi và cô cũng sẽ có cái kết không ra gì đâu. Anh ta cúi đầu thẻo não bỏ đi, còn cô vẫn nằm bẹp dưới sàn nhà với ngỗ ngang suy nghĩ. Qua thái độ của anh, cô biết chắc là vợ anh đã biết chuyện, thậm chí có thể đòi ly dị nếu không nghiêm trọng thế thì anh không xuống tinh thần thê thảm như vậy. Cuối cùng, cái cô muốn đã xảy ra. Cô tính không sai mà. Cô mỉm cười, xoa xoa một bên má nhũ thầm. Cái giá chỉ là một cái tác thì cũng còn rẻ chán so với một gia đình. Anh ta đáng bị như thế, thật là đáng đời. Tự nhiên, cô thấy mệt mỏi với tất cả những chuyện đã qua. Cuối cùng thì cô cũng cô đơn một mình cô ngồi dậy bước tới cái laptop trên bàn viết đơn xin nghỉ phép hai tuần định đi đâu đó cho thư thả ba hôm sau mái ngã thụy gọi điện thoại từ quê lên bà muốn đi tới một thành phố thuộc miền trung và cần cô đưa tới vì có việc rất quan trọng bà lên sài gòn gặp cô sau bữa cơm tối cô hỏi má có chuyện gì mà phải gấp gáp lặn lội ra tới đó vậy má nhà mình đâu có bà con thân thích gì ở đấy bà thở dài chậm rãi ánh mắt như nhớ về thời quá khứ xa xăm nào đó bà nói đi thăm má lớn của con thật ra má cũng không muốn nói với con từ lâu nhưng một phần má ngại ảnh hưởng tự ti của con cái phần nữa chuyện đã cũ ba con đã mất người trong cuộc ai cũng an phận hạnh phúc mới nên thôi ngày xưa ông nội với ông ngoại con là bạn tâm giao và cùng làm ăn buôn bán chung hai nhà quý nhau như ruột thịt nên từ nhỏ bên nội con đã muốn cưới má cho ba con khi lớn má để ý thương thầm ba con nhưng ba con chỉ coi má như cô em gái một người bạn của thời niên thiếu mà thôi ba con đi học ở sài gòn yêu cô bạn học chung tên là loan tuổi trẻ bồng bột thế nào đó chị ấy mang thai hay tin đó bà nội con tức giận tìm tới nhà nói với gia đình chị ấy không biết dạy con, muốn dòm ngó tiền của gia đình bà. Nội con làm áp lực, bắt ba con cưới má, và sau đó bắt ba về quê hẳn, nhằm cách ly họ. Chị ấy sinh ra một bé gái tên là Thủy, tính ra lớn hơn con 2 tuổi, và vẫn nặng tình với ba con. Khi con được mười mấy tuổi, má con nghe phong phanh, họ còn qua lại gặp nhau. Đàn bà ai mà không ghen, không ích kỷ, Thế là má dọa ôm em trai con cùng chết cho ba vừa lòng. Ba con thề là không qua lại nữa. Nên má mới để yên. Sau đó vài năm, ba con mất đột ngột. Khi xong đám tang lúc con đã trở về bên châu Âu, chị ấy có lén về cúng mộ, vô tình má gặp được. Chị ấy bảo có chồng khác rồi và sinh thêm đứa con nhỏ. Bây giờ chị ấy ở thành phố khá xa, nên không hay tin và sợ xáo trộn gia đình mới nên chị ấy không đưa con gái cùng về. Mấy năm trước, má nghe cô ruột của con, bạn học ngày xưa với em gái chị ấy, bảo con bé Thủy, chị cùng cha khác mẹ với con kết hôn. Má có gửi quà mừng chứ không đi dự bởi má nghĩ ai cũng có cuộc sống riêng và những bí mật cá nhân. Má sợ xuất hiện của mình phiền chị ấy. Hôm qua, má nghe cô con báo tin Thủy mất vì hậu sản Nên má xin địa chỉ Và nhờ con đưa má đi chia buồn Dù sao cũng là máu mũ Và hồi xưa Nói gì thì nói Má cũng nợ người ta Ở tuổi này má không còn suy nghĩ nhỏ nhen Hay hơn thua như thời trẻ Cô trầm ngâm nhìn má mình và nói Thật ra con biết chị Thủy của mình Má à Con lờ mờ từ lâu Nhưng con không dám chắc Và con cũng không dám hỏi má Con sợ má buồn năm con 11 tuổi, trước một năm khi má gửi con qua dì du học. Trong khoảng thời gian đó, ba hay dẫn con lên Sài Gòn lấy hàng hóa. Đi chơi hay đi ăn, lúc nào cũng có một người đàn bà chở chị ấy tới để đi cùng với con. Đến giờ về thì lại tới đón. Chắc đó là bác Loan, con nghĩ như thế bởi ngày chị ấy gọi là mẹ. Con nhớ chị ấy hiền lắm, có lần con vấp ngã trầy chân, trong khi con khóc thì chị ấy đã cõng con ăn bánh hay ăn kem cái gì chị ấy cũng nhường con hết con hỏi tại sao chị ấy nói vì em là em gái của chị mẹ chị dặn làm chị phải thương và nhường nhịn em ba dặn con là không được nói với bất cứ ai ngay cả má nếu không ba không dẫn đi nữa con ham đi chơi nên không nói nhưng con có thể xác nhận với má một chuyện bác loan chỉ đưa đón chị ấy chứ chưa bao giờ đi cùng. Rồi con đi du học, bao chuyện chất chồng cuốn theo. Thêm vào, con còn nhỏ, nên câu chuyện cứ dần dần quên lãng. Đâu ngờ, mạng người lại mong manh thế. Thôi, để con đi đặt vé máy bay cho lẹ, con cũng muốn nhanh tới chi buồn. Cuối cùng, cô và má cũng tìm đến được địa chỉ do cô ruột mình cung cấp. Đó là căn nhà nhỏ xinh xắn, có dạng hoa giấy phía trước sân. Khi cô nhấn chuông, một người đàn bà ra mở cửa. Nhìn những đường nét trên gương mặt, cô vẫn nhận ra, đó là bác Loan. Người đàn bà ngày xưa hay chở chị Thủy đến đi chơi cùng cô. Bác giải thích là chồng và con trai vừa ra ngoài có việc. Bác Loan khá bất ngờ và không giấu vẻ xúc động khi thấy má và cô đến. Ngồi ở phòng khách, cô vẫn còn cảm nhận được không khí ảm đạm của một gia đình có tang. Ở góc phòng khách, bàn thờ chị Thủy trắng toát, cô bước đến thắp hương. Trong khi má cô còn ngồi thăng vãn với bác là hay tin muộn quá. Cô nhìn lên di ảnh người chị của mình. Một khuôn mặt trẻ đẹp, dịu dàng, với mái tóc đen như suối, đôi mắt tròn xe. Nhìn ánh mắt ấy khiến cô nhớ lại buổi chiều hôm đó khi ba cô dẫn hai chị em đi mua đồ chơi. Trong lúc cô chọn con heo đất để bỏ tiền tiết kiệm, khá đẹp vì chán ngấy với một tủ búp bê ở nhà thì chị lại chọn một con búp bê biết nhắm mở mắt. Trong khi ăn kem xong và chờ mẹ đến đón, chị bất ngờ đưa con búp bê vừa mua cho cô và nói Chị tặng em. Cô hỏi tại sao? Chị cười nhỏ nhẹ đáp Bởi vì em xinh như búp bê. Không biết có phải vì lời khen hay vì tự nhiên thích thương chị mà con bé vốn có cái tính ích kỷ như cô lại rộng lượng đưa con heo ra tặng lại chị và hỏi kèm một câu em làm em của chị hoài được không chị cười nghiêng nghiêng đôi mắt tròn xoe bất chước điệu bộ nghiêm trang của người lớn và nói tại sao lại được hay là không mình là hai chị em mà mãi mãi như thế sau đó hai ngón tay nhỏ bé của cô và chị xòe ra ngoéo chặt nhau như một minh chứng ước hẹn không lời cô đâu ngờ đó là lần cuối gặp chị kỷ niệm tưởng như mới ngày hôm qua trong khói hương cô thấy mắt mình cay cay Cô thì thầm trước phong linh của chị Em xin lỗi Em vô tâm quá Không đến gặp chị sớm hơn Dù đã trễ Nhưng xin chị tha thứ cho em Khi cô trở lại ghế ngồi Cô thấy má mình ôm lấy bác Loan vỗ về Cô nhủ thầm Nhìn họ bây giờ đâu ai ngờ Họ từng là tình địch của nhau Dù theo phép lịch sự Là không nên hỏi Nhưng vì muốn biết về chị mình Cô hỏi bác vì sao chị mất trẻ và rất đột ngột. Bác Loan sụt sùi kể trong nước mắt. Nó lấy chồng lâu nay rồi cháu ạ, à, nhưng mới có mang vào năm nay. Nó mừng lắm, đúng ra tháng sau là sinh rồi. Bác cũng tính thu xếp vào chăm nó sinh nở, bởi hai vợ chồng cùng đi làm ở Sài Gòn. Thêm vào đó, cái thai ở vị trí không tốt. Bác sĩ khuyên nó nên đợi lần sau, nhưng nó nhất quyết giữ nó bảo sợ ảnh hưởng hạnh phúc gia đình vì vợ chồng dạo này cơm không lành canh không ngọt nó vẫn đi khám thường xuyên để bác sĩ tiện theo dõi nó cũng rất cẩn thận trong di chuyển hàng ngày hai tuần trước thôi có lẽ nó bị trượt ngã ở nhà bếp lúc ở một mình không biết có phải mạng số không mà điện thoại cầm tay của nó lại đang sạc pin để ở trong phòng ngủ theo dấu vết để lại nó đã cố lết tới bàn để lấy điện thoại gọi cầu cứu trong máy còn lưu lại một cuộc nó gọi cho chồng một cuộc nó gọi cho xe cấp cứu thì nó ngất đi hôm đó xui rủi trời mưa lớn khi xe cấp cứu đến nơi thì trễ quá cháu ạ à. nó mất nhiều máu nên cả hai mẹ con nó đi hết không giữ lại được đứa bé luôn nói tới đó có lẽ vì nỗi đau và cơn xúc động khiến cho bác loan thở dốc tay chân lạnh toát vốn cũng là người có tuổi mẹ cô đoán chắc bác ấy đang lên huyết áp nên kêu cô phụ dì bác ấy vào phòng nằm. Gần tới phòng bác, cô thấy một căn phòng nhỏ, khép hờ, trên giường trùm vải trắng xóa. Cô đoán là phòng chị Thủy. Khi bác Loan uống thuốc xong, đỡ lấy cái ly nước từ tay bác. Cô xin phép bác cho cô sang phòng chị bởi cô muốn biết thêm về người chị của mình. Đẩy cửa bước vào căn phòng, từng là của chị mình và quan sát tất cả ngăn nắp sạch sẽ. Ở góc phòng có cái tủ kính nhỏ và cũ, chứa những đồ kỷ niệm. Trong đó, cô thấy có con heo đất ngày xưa cô tặng chị đã bị loang lỗ màu sơn theo thời gian. bâng khuân, cô mở tủ, thò ta lấy nó ra, khẽ nhìn ngắm. Kế bên nó là một quyển album, cô cũng lấy ra và lần dở từng trang. Vài tấm ảnh ngã màu ghi lại khoảnh khắc thợ thơ ấu của chị một tấm mới hơn chị cười tuyết tuyết nhìn vào trang phục chị mặc cô đoán đó là vào ngày tốt nghiệp của chị cô dở trang tiếp theo hình chị mặc đồ cưới cô mỉm cười dùng ngón tay sờ nhẹ lên khuôn mặt rạng ngời đầy sức sống của chị trong bức ảnh cô thầm nghĩ trong lòng nhìn chị thật hạnh phúc vui tươi phải chi mình có thể tham dự hôn lễ của chị thì hay biết mấy cô lật trang kế tiếp hình chị chụp cùng chú rể của mình và cô chích đi người buông rơi cuốn âm người đàn ông trong ảnh cưới chồng của chị chính là anh người tình của cô cô trấn tĩnh cúi xuống nhặt lên nhìn kỹ lần nữa biết đâu có sự nhầm lẫn phía dưới là một tấm ảnh khác họ chụp trên sân khấu của buổi tiệc lúc rót rượu phía sau họ tên cô dâu chú rể được viết thật lớn nhưng không cần nhìn tới như thế người đàn ông này dù có cắt ra trăm mảnh cô cũng nhận được nói chi tấm hình chỉ mới cách vài năm rõ ràng là anh ta cô bàng hoàng buông thõng tay cuốn album bùm rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng cọc một cách khô khốc cô thấy như đất đang thụt xuống trần nhà quay cuồng những sự việc hiện diện lại trong đầu cô như một cuốn phim quay chậm chúng tự sâu kết lại thành một chuỗi thứ tự rõ ràng bên tay cô chợt phân lên cái giọng nói yếu ớt ngày nào từ điện thoại của người tình. Anh ơi, sao em đau bụng quá? Cô thấy trước mắt mình hình ảnh một nụ cười nửa miệng cùng ngón tay sơn móng đỏ chót kêu ra lạnh lùng ngắt nguồn điện thoại. Màu đỏ đó loan ra dần tưởng như màu máu chảy ra từ người chị khi lướt trên sàn nhà. Cô hét lên kinh hoàng, đưa tay ôm lấy đầu và bỏ chạy. Cô lao ra khỏi cửa, băng qua phòng khách chạy thẳng ra đường đúng lúc đó có một chiếc xe lao tới cô chỉ nghe tiếng rầm rồi thấy mình trôi vào một hố đen vô tận bốn tháng sau ở một đại tâm thần thuộc tỉnh nhỏ có một bệnh nhân còn khá trẻ mới nhập viện gần đây điều kỳ lạ là cô ấy không la hét đập phá hay đi lang thang như những bệnh nhân khác cô ấy chỉ ngồi co chân ở góc giường tay ôm khư khư cái gối nhỏ miệng nở một nụ cười thật đẹp trên gương mặt vô hồn đờ đẫn cô ấy nhìn chiếc gối và thì thào mình là hai chị em mà rồi có lúc cô ấy lại quẳng cái gối đó ra thật xa ôm mà khóc nức nở gào lên trong tiếng nức ai oán chị chết rồi chị chết rồi gió vẫn rít không ngừng ngoài cửa sổ